Có bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ? Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, con người đã phóng được tàu thăm dò tới sao Hỏa, đưa người lên mặt trăng và phát triển các loại kính thiên văn tiên tiến để khám phá những vùng tối tăm nhất của vũ trụ. Vậy với những công nghệ tối tân này, liệu chúng ta có trả lời được câu hỏi vũ trụ có bao nhiêu hành tinh? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Không gian vô tận. Không gian rộng lớn đến khó tin, chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có khoảng 100 tỷ ngôi sao và có thể có hàng nghìn tỷ thiên hà trong vũ trụ. Nhưng con người đã biết đến bao nhiêu hành tinh ở ngoài kia? Trên thực tế, các nhà thiên văn học đã phát hiện 5.502 hành tinh quay xung quanh các ngôi sao khác trong dải ngân hà. Chúng được gọi là các ngoại hành tinh hay hành tinh ngoài hệ mặt trời. Còn với 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, lưu ý rằng sao Diêm Vương không được tính, thì tổng cộng chỉ có 5.510 hành tinh đã được biết đến trong thiên hà của chúng ta. Tuy nhiên, đếm số lượng hành tinh là một nhiệm vụ rất khó khăn, và các nhà thiên văn học tin rằng còn rất nhiều hành tinh khác ngoài kia mà chúng ta chưa khám phá được. Mark Popenchak là một nhà thiên văn học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tại thành phố New York đã nói rằng hiện tại nhân loại chỉ biết đến khoảng 5.000 hành tinh, nhưng chúng ta có thể đưa ra một ước tính đơn giản. Ít nhất có một hành tinh cho mỗi ngôi sao, dải ngân hà của chúng ta có khoảng 100 tỷ ngôi sao và rất có thể có nhiều hành tinh quay xung quanh mỗi ngôi sao. Chúng tôi không thể đưa ra một con số chính xác. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng đếm số người sống trong một thành phố mà không cần sử dụng Internet để tra cứu. Thay vì gặp từng người một để đếm, bạn có thể sử dụng những dữ liệu cơ bản như số lượng ngôi nhà trong thành phố và số người sống trong mỗi ngôi nhà để ước tính số lượng người. Tương tự, các nhà thiên văn học dự đoán rằng mỗi ngôi sao thông thường có một hành tinh dựa trên quan sát thực tế. Để biết một ngôi nhà sao điển hình trông như thế nào, các nhà thiên văn học sẽ nhìn vào những người hàng xóm của chúng ta. Họ thường xem xét các ngôi sao lân cận để hiểu cách một ngôi sao bình thường hoạt động. Sau đó, các nhà khoa học đã sử dụng hai kỹ thuật khác nhau để tìm kiếm ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao, bao gồm phương pháp Astronomical Transit, được sử dụng bởi kính viễn vọng không gian Kepler, và phương pháp Radial Velocity, dẫn đến khám phá đoạt giải Nobel về hành tinh 51 Pegasi b. Với cả hai phương pháp, các nhà thiên văn học đều nhìn vào ngôi sao mẹ thay vì hành tinh, tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ về sự hiện diện của hành tinh. Phương pháp Astronomical Transit tạm dịch là sự di chuyển ngang qua mặt trời, dựa trên hiện tượng xảy ra khi ít nhất một thiên thể chuyển động qua trước một thiên thể khác trên bầu trời, che một phần nhỏ của thiên thể phía sau. Còn phương pháp Radial Velocity, hay còn gọi là quang phổ Doppler, là các phép đo vận tốc hướng tâm thông qua quan sát các dịch chuyển Doppler trong quang phổ của ngôi sao mẹ. Cả hai phương pháp đều theo dõi sự biến đổi trong ánh sáng sao khi một hành tinh đi qua phía trước nó hoặc khi ngôi sao dao động do lực hấp dẫn của hành tinh. Những dấu hiệu nhỏ này giúp chúng ta xác định sự tồn tại của các hành tinh khác ngoài hệ mặt trời. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các hành tinh mà chúng ta đã phát hiện đều nằm trong dải ngân hà. Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về sự tồn tại của bất kỳ hành tinh nào ở ngoài dải ngân hà, đơn giản vì chúng ở rất xa và khó nhìn thấy. Yoni Brand, một nhà thiên văn học tại Đại học Kansas, giải thích cách các ngoại hành tinh có thể được phát hiện bằng việc sử dụng một kỹ thuật gọi là vi thấu kính, microlensing. Ông nói, các hành tinh vi thấu kính xuất hiện khi các ngôi sao chủ của chúng dùng lực hấp dẫn để bẻ cong ánh sáng từ các ngôi sao ở xa phía sau chúng. Đồng thời, khối lượng của hành tinh này tạo ra một chút đốm sáng trong ánh sáng thấu kính. Vi thấu kính là một phần quan trọng của nghiên cứu về các thiên hà xa xôi, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ xác nhận thực tế nào về tín hiệu của chúng. Để so sánh với ví dụ của Mark Popenchak về nhiệm vụ đếm người sống trong thành phố, việc nhìn xa hơn ra ngoài dải ngân hà có thể so sánh với việc hỏi có bao nhiêu người sống ở tất cả các thành phố trên trái đất. Popenchak cho biết, nếu thiên hà của chúng ta có khoảng 100 tỷ hành tinh và có 1.000 tỷ thiên hà khác trong vũ trụ, mỗi thiên hà trong số chúng có thể có nhiều hành tinh như vậy, thì chúng ta có thể nhân số đó với nhau để có được 100 sextillion hành tinh trong vũ trụ, đó là số 1 theo sau là 23 số 0. Với số lượng hành tinh khổng lồ như thế, nhiều người cho rằng có ít nhất một hành tinh có sự sống ở đâu đó trong vũ trụ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết về sự sống và điều kiện cần thiết để nó phát triển.
Theo Brand, chúng ta cần đợi ít nhất một vài thập kỷ nữa khi thế hệ kính viễn vọng không gian tiếp theo bắt đầu nghiên cứu ngoại hành tinh lớn tiếp theo và tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trong thiên hà. Hành tinh lớn nhất trong vũ trụ là gì? Trước năm 1992, trước khi chúng ta phát hiện các ngoại hành tinh đầu tiên, Sao Mộc là hành tinh lớn nhất mà con người biết, với kích thước gấp khoảng 11 lần trái đất. Kể từ đó, các nhà khoa học đã tìm thấy một số hành tinh lớn hơn rất nhiều. Khi xác định kích thước của một hành tinh, chúng ta quan tâm đến hai thứ chính: chiều rộng, gấp đôi bán kính và khối lượng của nó. Theo lời của Solin Omermore, một nhà nghiên cứu ngoại hành tinh tại Đại học Geneva, những ngoại hành tinh lớn nhất hiện nay có bán kính gấp đôi bán kính của Sao Mộc. Đây là những hành tinh vô cùng lớn và quay rất gần ngôi sao chủ của chúng. Khi nghiên cứu về kích thước và khối lượng của các hành tinh, chúng ta cần hiểu rằng có một mối liên hệ giữa hai đại lượng này, nhưng không phải lúc nào cũng có sự tương quan trực tiếp. Điều này xảy ra vì các hành tinh có mật độ khác nhau, tức là chúng có thể có kích thước lớn nhưng khối lượng nhẹ hơn, hoặc ngược lại, có kích thước nhỏ nhưng khối lượng nặng hơn các hành tinh khác. Ví dụ, hành tinh khí khổng lồ HATP67b có kích thước gấp đôi Sao Mộc, là một trong những hành tinh lớn nhất về chiều rộng. Tuy nhiên, mật độ của nó rất thấp, nên khối lượng của nó chỉ bằng khoảng 1/3 so với Sao Mộc. Một hành tinh khác là WASP-17b cũng có kích thước gấp đôi Sao Mộc. Ngoài ra, hành tinh KLT-9b với kích thước gấp 1,84 lần Sao Mộc cũng rất là to lớn. Hãy nhớ là Sao Mộc và các hành tinh tương tự được cấu thành chủ yếu từ khí, do đó chúng nhẹ hơn các hành tinh đá. Hầu hết các hành tinh đá ở nơi khác không bao giờ lớn bằng các siêu Sao Mộc như đã nêu ở trên. Các hành tinh đá lớn nhất được gọi là siêu trái đất, chỉ rộng gấp đôi trái đất. Dù các hành tinh đá thường có mật độ vật chất cao hơn so với các hành tinh khí khổng lồ, chúng vẫn không nặng bằng các hành tinh khí khổng lồ. Điều này xảy ra bởi vì khi các hành tinh đá hình thành, chúng sẽ tích tụ các khí, băng và nước, dần biến chúng thành các hành tinh khí khổng lồ với lõi là đá. Các hành tinh lớn nhất mà chúng ta biết có khối lượng gấp khoảng 13 lần Sao Mộc. Một ví dụ là hành tinh khí khổng lồ HD 39091b nằm cách trái đất 60 năm ánh sáng và có khối lượng gấp khoảng 12,3 lần Sao Mộc. Một hành tinh thực sự có thể lớn đến mức nào? Chúng ta không nên mong đợi tìm thấy các hành tinh lớn hơn rất nhiều so với các siêu Sao Mộc này. Đó là bởi vì một hành tinh sẽ trở thành một loại sao lùn nâu khi nó đạt đến một kích thước và khối lượng nhất định. Sao lùn nâu thường được gọi là sao thất bại vì chúng nặng hơn các siêu Sao Mộc nhưng không đủ lớn để tạo ra phản ứng tổng hợp hydro thông thường ở lõi của chúng. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng sao lùn nâu vẫn có thể cháy. Nolan Greaves, một nhà nghiên cứu sao tiến sĩ tại khoa thiên văn học của Đại học Geneva, giải thích sự khác biệt chính giữa các sao lùn nâu và các hành tinh. Khác biệt chính giữa chúng nằm ở khối lượng của chúng và có hay không sự xuất hiện của deuterium, một loại hydro nặng đang cháy. Ở các khối lượng lớn hơn, một vật thể sẽ có áp suất và nhiệt độ bên trong đủ cao để đốt cháy hầu hết deuterium ban đầu có trong nó. Người ta đã xác định một đường phân chia giữa các hành tinh và sao lùn nâu kể từ những năm 1990. Các sao lùn nâu được phân loại là những vật thể đã đốt cháy 50% deuterium ban đầu của chúng trở lên. Đường phân chia này được cho là tồn tại ở giới hạn trên 14 lần khối lượng của Sao Mộc. Điều này có nghĩa là các hành tinh không nên tồn tại với khối lượng lớn hơn giới hạn này. Nolan Greaves kết luận, có một số hành tinh mà chúng ta đã đo khối lượng của chúng và sắp xỉ 13 lần khối lượng của Sao Mộc, chẳng hạn như hành tinh HD 39091b và HD 106906b. Chúng ta có thể nói rằng đây là những hành tinh lớn nhất mà con người từng biết đến. Sao lùn nâu nặng nhất từng được phát hiện là SDSS J0104+1535, nằm cách trái đất 750 năm ánh sáng ở rìa dải ngân hà. Nó nặng hơn Sao Mộc khoảng 90 lần, nhưng là có kích thước nhỏ hơn Sao Mộc từ 0,7 đến 1,4 lần. Do đó, thực tế sao lùn nâu nặng nhất có thể nhỏ hơn hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!